tuổi học trò trong veo và đầy nhiệt huyết. Không chỉ có thơ ngây, có cả những điều là định mệnh. Gặp gỡ và biến mất. Một bộ phim ngắn của ATV và TS Media. Tôi ước mọi thứ diễn ra thêm một lần nữa, nhưng chậm lại. Sẽ ra mắt ngày 20 tháng 11 năm 2015. Thầy ơi, em yêu anh.